Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Kỷ niệm ngày cưới Tóc Tiên xã kho hình hôn lệ lãng mạn 2 năm trước. Tóc Tiên và Hoàng Tulliver chính thức về chung một nhà sau đám cưới lãng mạn vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, nữ ca sĩ vừa xả kho những hình ảnh chưa từng được chia sẻ trong buổi hôn lễ hạnh phúc của mình. Trên trang Instagram cá nhân, Tóc Tiên vừa đăng tải một loạt story mới. Đây là những hình ảnh trong ngày cưới của cô hồi năm 2020. Sau 2 năm, các bức ảnh này lần đầu được nữ ca sĩ hé lộ. Giọng ca có ai thương em như anh cho biết hôn lễ của cô và Hoàng Tuliver diễn ra trong một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp. Tuy nhiên, cô còn hài hước chia sẻ thêm. Ngày mà tôi chưa kịp giảm cân sau Tết nên người và mặt vẫn tròn xoe. Tiếp đến đắp tiên khoe dàn phụ dâu của mình, có thể thấy phụ dâu trong đám cưới của nữ ca sĩ toàn là những cô gái có nhan sắc xinh đẹp từ hải ngoại đến Việt Nam. Trong đó có một số nữ nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Ngọc Thảo, ca sĩ Emily. Không chỉ vậy, Đám cưới của tóc tiên Hoàng Tuliver còn có thêm dàn Flower Boys, những chàng trai đi tung những cánh hoa chúc mừng cho cô dâu xuất hiện. Có thể thấy những gương mặt đình đám trong dàn Flower Boys chính là cặp đôi chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn và Bô Lê. Tóc Tiên cho biết đến đêm thì chỉ có một từ để diễn tả bản thân mình đó chính là bể. Vợ chồng nữ ca sĩ thoải mái vui đùa và quẩy cùng gian khách mời. Bên cạnh đó, giọng ca em không là duy nhất còn chia sẻ khoảnh khắc cô đang dở vào tung hoa, chuyên gia trang điểm quân Nguyễn nhận được và đến cầu hôn bu lê. Có thể thấy không gian tại tiệc cưới của Tóc Tiên và Hoàng Tuliver vô cùng lãng mạn và giống hệt như một khu vườn cổ tích. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng đây chính là khung cảnh mà cô và ông xã đã luôn mơ ước. Tóc Tiên tâm sự. Đà Lạt những hôm trước đó có mưa và lạnh, tới đúng ngày trời quang mây tạnh, hoàng hôn rực rỡ. Được biết cách đây 2 năm sau khi làm lễ tại nhà thờ, vợ chồng Tóc Tiên đã tổ chức tiệc cưới lãng mạn tại một biệt thự lớn có sân vườn rộng rãi tại Đà Lạt. Cặp đôi này chỉ mời khoảng 50 khách bao gồm người thân, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết. Sau 2 năm về chung một nhà, Tóc Tiên và Hoàng Tu Vơ có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nữ ca sĩ nhiều lần khoe rằng ông xã là người tâm lý, luôn hết lòng yêu thương và chiều chuộng cô. Khi ở nhà, chàng phù thủy âm nhạc này luôn sẵn sàng chia sẻ và làm trợ giúp vào những công việc nhà. Tuy nhiên, Tóc Tiên và Hoàng Tu Vơ lại khá hiếm khi đăng tải cùng nhau trên mạng xã hội. Khi đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội, họ chỉ khoe ảnh chụp cùng bạn đời của mình trong những dịp quan trọng như ngày kỷ niệm. Nhật chia sẻ về lý do ít đăng ảnh cùng nhau tóc tiên tâm sự trong chương trình Spa Story rằng mọi người có thể hiểu lầm là chúng tôi né tránh nhưng thật ra là không phải. Đây giống như một giao kèo của cả hai. Tôi và anh Hoàng đều là người trong ngành, lại là hai cá tính âm nhạc rất riêng biệt, cái tôi rất lớn. Vì thế cả hai không có lý do gì để nhắc tới người kia trừ khi đó là một sản phẩm âm nhạc. Tôi tôn trọng chỗ đứng của anh Hoàng và anh ấy cũng tôn trọng chỗ đứng của tôi, không cần thiết phải cộng hưởng với nhau để tạo hiệu ứng. Có thể nói Tóc Tiên và hàng Tuliver là một trong những cặp đôi viên mạng và đáng ngưỡng mộ nhất nhì so biết việc. Cặp đôi không chỉ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật mà còn có cuộc sống vô cùng viên mạng hạnh phúc bên nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.